Phong thủy và cuộc sống sau 20 năm định cư ở Mỹ. Ở nhà 70 tỷ, làm chủ nhà hàng, được chồng cưng chiều. Với những người yêu mến dòng nhạc dân ca, cải lương, hãng tên tuổi Hương Thủy không hề xa lạ. Đặc biệt khi cô sang Mỹ và xuất hiện lần đầu vào năm 2004 trên một sân khấu hải ngoại, đã đưa tên tuổi của nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng xinh đẹp trong những năm 90. Hương Thủy được biết đến là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong giai đoạn cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000, cùng thời với Kim Tử Long. Cô tên thật Nguyễn Hương Thủy, sinh năm 1974 tại Cần Thơ, nhưng lớn lên tại Vĩnh Long. Hương Thủy là con gái duy nhất trong gia đình gồm 3 anh em. Cô từng trải qua tuổi thơ vất vả, vì gia đình khó khăn nên Hương Thủy được gửi vào sống trong chùa tại Vĩnh Long. Bởi vậy nên cô vô cùng hướng Phật. Cô bộc lộ năng khiếu hát hò từ khi còn rất nhỏ, thường xuyên nghêu ngao những bài dân ca Nam Bộ trong chùa. Khi học tiểu học, Hương Thủy cho thấy tài năng ca hát của mình khi đoạt giải nhất cuộc thi ca hát dành cho lứa tuổi thiếu nhi Hòa Phượng. Sau một thời gian, Hương Thủy trốn chùa đi thi và đỗ ác khoa trường sân khấu điện ảnh. Từ đó Hương Thủy có cơ hội được rèn luyện giọng hát và khả năng diễn xuất trên sân khấu. Cô được đào tạo từ tân nhạc đến cải lương, đều là những dòng nhạc cô đam mê từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Hương Thủy tham gia nhiều cuộc thi về cải lương, dân ca và đạt được nhiều giải thưởng lớn. Năm 1995, Hương Thủy tham gia cuộc thi cải lương bông lúa vàng và đoạt huy chương vàng với bài Vọng Cổ Về Quê Ngoại. Cùng trong năm đó, cô được mời hợp tác trong đoàn ca hát nhạc bông sen, dự thi ca múa nhạc toàn quốc và đoạt huy chương bạc. Năm 1998, Hương Thủy tham gia nhóm hát dân ca Phù Sa. Tới năm 1999, cô dự thi cuộc thi tiếng hát dân ca toàn quốc và đoạt giải nhất. Cuộc sống giàu có, ở nhà gần 3 triệu đô tại Mỹ. Năm 2003, Hương Thủy theo chồng sang Mỹ định cư. Thời gian đầu, Hương Thủy gặp phải một số khó khăn do chưa quen môi trường sống. Tuy nhiên, với tài năng hát thiên bẩm là được đào tạo qua trường lớp, nên nữ ca sĩ nhanh chóng được khán giả hải ngoại yêu mến và trở thành một trong những ca sĩ trụ cột ở trung tâm ca nhạc hải ngoại. Hương Thủy xuất hiện thường xuyên trên các chương trình của Thúy Nga, phát hành rất nhiều album nhạc với hàng trăm bài hát. Ngoài ra, Hương Thủy còn tham gia đóng hài kịch trên sân khấu Paris Banai. Thành công trên sân khấu giúp Hương Thủy tích lũy được vốn liếng để mở nhà hàng riêng tại Mỹ. Hiện tại, nhà hàng do cô và chồng quản lý làm ăn rất phát đạt. Là người kín tiếng nên nữ ca sĩ chưa bao giờ chia sẻ về chuyện đời tư. Tuy nhiên, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã trên trang cá nhân. Ngoài việc đi hát đều đặn, Hương Thủy còn mở nhà hàng ăn uống và cùng chồng quản lý. Hương Thủy chủ yếu đi show vào dịp cuối tuần. Thời gian còn lại, cô thường đến nhà hàng nấu nướng cùng nhân viên và phục vụ khách hàng. Hương Thủy cho biết cô thích làm công việc này vì nó giúp cô được tiếp xúc với nhiều người Việt, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà. Ngoài giờ làm việc, Hương Thủy dành thời gian chăm sóc gia đình con cái. Hương Thủy và ông xã có với nhau một cậu con trai. Con trai nữ ca sĩ hiện đã lớn phỏng phao và rất điển trai. Những khoảnh khắc của cậu con trai dù chỉ là chụp lén, nhưng Hương Thủy chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người chú ý bởi vẻ khôi ngô của cậu. U50, Hương Thủy vẫn khiến nhiều người xa xuyến bởi nhan sắc trẻ đẹp, đậm chất Việt Nam. 20 năm định cư ở Mỹ, Hương Thủy được khen vẫn trẻ trung so với độ tuổi 49. Mỗi ngày cô dậy sớm để đi bộ tập yoga. Cô có cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước khi có gia đình hạnh phúc, nhà đẹp, xe sang. Cuộc sống của Hương Thủy ở Trà Tây cũng rất vui vẻ và thoải mái. Bên cạnh việc đi hát và chăm sóc gia đình, cô cũng đi du lịch nhiều nơi và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Hương Thủy cũng thường xuyên mời bạn bè tổ chức những buổi tiệc ấm cúng và hạnh phúc tại nhà riêng. Vì lớn lên từ nhỏ trong chùa, Hương Thủy cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi ca nhạc tổ chức ở các ngôi chùa ở Mỹ, các buổi ca nhạc gây quỹ ủng hộ người khó khăn, khuyết tật. Cuộc sống hiện tại của Hương Thủy tại Mỹ được xem là viên mãn và giàu có ổn định. Cô sở hữu nhiều xe sang đắt tiền. Trước đó, Hương Thủy còn tậu cho mình một căn biệt thự trị giá gần 3 triệu đô.
có du thuyền riêng và view mặt biển, khiến công chúng vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ.